tại thành phố kasuka b đã có sự thay đổi mới nhiều cuộc chiến với đội boss giá bịt cùng sự chiến thắng của Kazama đã hòa giải cũng như gắn kết mối quan hệ của cả hai đội với nhau vậy còn huyền thoại rapper b jock là ai hãy cùng mình xem tiếp nhé chuyển cảnh đến căn cứ của đội boss giá bịt hiện tại nene đang kể về huyền thoại rap b jock với Kazama. Xin và Masao. Cô nói rằng huyền thoại rap bê dốc chưa từng thu trận trong bất kỳ trận chiến rap nào. Có thể nói là người chơi hệ bất bại. Nhưng những người từng gặp cậu ta thì méo thấy bao giờ. Xin nghe vậy nghĩ không biết bê có biết em gái Hima qua của mình không thì Kazama liền rủ đi tìm bê dốc liền. Cơ mà vừa nói thì cậu ta đã tự lết tới rồi. Đây là huyền thoại rapper bê dốc. Nghe vậy cả đám cực kỳ sửng sốt méo thể nào tin được. Cả đám chạy ao tới hỏi người trước mặt mình thiệt sự là huyền thoại rapper bê dốc hả? Và hỏi luôn lý do cậu ta đến đây. Bê dốc nói rằng vì ở đây có rất nhiều đá và cậu cũng tìm được rất nhiều viên đá hình dạng quý hiếm ở đây nên mới đến. Vừa nói xong thì xin đã lên tiếng vui sướng vì tìm được một viên đá hình chocobi siêu hiếm làm bê dốc vội chạy đến xin xin đổi với mình. Ba đứa kia thấy hai đứa đó vừa mới gặp nhau mà đã thân như tri kỷ trăm năm mới gặp không bằng mà cạn lời luôn. Cùng lúc đó có người gọi Kazama. Cậu quay ra nhìn thì thấy tên Chita và đám đàn em. Chita nói rằng hắn đã tìm được Kazama rồi và bây giờ hắn muốn tái đấu với Kazama vì đã có sư phụ sụp support rồi. Nói xong hắn liền giới thiệu sư phụ của mình. Đây là Rompao. Hắn nói sẽ rap cho đám Kazama nghe để họ biết thế nào là huyền thoại rap thực sự. Nhìn màu mè thế mà nói là huyền thoại rapper thì éo ai mà tin nổi. Nene cũng nghĩ y mình luôn. Tên Rompau tức giận đi đến nói nê, nê đừng trong mặt mà bắt hình dong tưởng cậu ta rap phải nha. Bỗng cảm nhận được luôn hào quang của người đứng trước mặt mình và nhận ra đó chính là huyền thoại rapper Bezok. Nhân cơ hội hiếm có khó tìm khi gặp được Ron Pao liền gạ kèo làm một trận bay thô rap với Bezok để xem ai là huyền thoại rapper thực sự nhưng dóc đã từ chối thẳng thừng. Khiến tất cả mọi người ngạc nhiên và làm cho tên Pao đó tưởng mình không đủ trình để đấu với Bezok nhưng dóc đã phủ nhận nó cậu nói tại lâu lắm rồi không tham gia vào một cuộc thi rap nào cả nên trình đã bị tụt thấy sư phụ của mình có vẻ hơi cay nên chita đã ra để khuyên nhưng Rompau nói không sao và hắn ta muốn đấu với kazama và nói rằng chỉ có kazama đấu thôi vì mấy người khác không đủ trình đâu nene nghe vậy rất cay liền muốn ra nhưng masao đã ngăn lại và đi ra đấu với Rompau. kazama rất lo liệu có ổn không nhưng nene nói không sao đâu vì ngày nào cô cũng tập rap cho masao cả và trận bài thô rap nảy lửa đã bắt đầu Tuy nhiên mới vào rap được vào lời thì Marshall đã bị tên Ron áp đảo hoàn toàn khiến cậu cực kỳ sửng sốt mà khóc nấc lên và quỳ cụp xuống đất. May mà có Kazama và Nene ra ứng cứu. Thường thì người ta nói hai đánh một không chột cũng què. Nhưng mà ở đây, dù chỉ có một mình nhưng Ron vẫn áp đảo cả Kazama và Nene. Đến cuối cùng gần như cả ba người sắp bại trận thì Shin đã nhào đến rap chiến với hắn. Cu cậu rap có vẻ cân sức với hắn có cả huyền thoại rap bê dốc tham gia sụp bọt cho xin nữa. Cú cậu rap đến đâu thì bê dốc làm hành động theo đến đấy. Và sau một hồi rap căng thẳng thì Shin đã giành chiến thắng chung cuộc và tặng cho tên Rompao một hộp Chocobi. Hắn cũng không ngờ đây là lần đầu hắn bại trận. Nói xong liền gạt nước mắt nói nhường cho Shin thắng đó rồi chạy đi. Đám Chita cũng liền đuổi theo Rompao. Tên Chita trước khi đi còn nói sẽ nhường lần thắng này cho nhóm Kazama nhưng lần sau hắn sẽ thắng thôi. Nói xong liền chạy đi. Nê Nê thấy vậy cũng nói gì đâu mà chơi thua chút đã khóc. Kazama thì vẫn hy vọng một ngày nào đó họ sẽ làm hòa với Chita thôi. Xin cũng hỏi bê dốc e về em gái Himawaji của cu cậu và bê e đã thì thầm gì đó vào tai xin làm cu cậu rất khoái trí và quyết định ngày mai sẽ lên đường. Và một bí mật nữa sẽ được bật mí. Anh Lợn chính là chủ của studio Buzi Buzi và là người tạo ra đĩa Buzi Buzi và khơi dậy cuộc chiến rapper của cả thành phố. Và đây là phần cuối cùng của chuỗi xin đại chiến hát rap. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình một like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.